Tiếp tục lên sóng em đầu tiên cho anh em nhé. Thì mình đã test lần lượt từng quân và lên đánh mã số cho em, mã 01 anh em nhé, 300k đấy, bao ship cho anh em nào chuyển khoản các bạn nhé. Dòng thương hiệu Techcom các bạn nhìn nhé. Đấy, mua được sản phẩm đây TID970, con này có cả cái ion chuyển khoản nha các bạn nhỉ. Đây là công tắc bật ion các bạn nhé. Con này thì anh em dùng gia đình là quá ok luôn. Thông số điện áp đây anh em nhé, 1300W, hàng Made in China, xuất Nhật. Đây là chỉnh nhiệt này, đây là chỉnh tốc độ này, đấy, tắt này, vừa này, nóng này, turbo mạnh nhất này, là gió nóng, gió mạnh, đây chế độ nóng và lạnh anh em nhé. Hình thức thì đẹp gần như là 90%. Đấy, máy soi bên trong này, mới sạch sẽ, không bị han gì anh em nhé. Đấy, 300.000 bao ship cho anh em chuyển khoản. Bên mình vẫn là lựa những hàng tuyển đẹp nhất có thể đến cho các bạn. Test luôn cho các bác nhé. Đây chế độ này, vừa này, bật tắt ion đây này. Đấy, bật này, chế độ nóng này, nóng luôn, turbo này, anh em nhìn nhá, mạnh luôn. Anh em muốn chuyển chế độ lạnh các bạn ấn đây cho mình nhá, nóng lạnh, nóng lạnh thay đổi rất đẹp anh em nhá. Đấy, tắt ở đây. Giá 100V, công suất 1300W, mã số 01, 300k, bao ship cho anh em chuyển khoản. Anh em cần alo 0979665264. Cái này vẫn gấp bình thường anh em nhé. Đấy, con nó bị cái phần gãy nó bị tức là nó mất không còn cái khả năng gấp này, thì mình sẽ cố định chặt vào cho anh em nó thẳng sẽ ra như này. Còn cái này gấp được thì mình để cho anh em. Đấy các bạn nhá. Ok, mã 01.